hai ly đựng thứ. Đá riêng hay chung nha anh? Lên báo lắm mà. Dạ đúng rồi. Lên báo nổi tiếng luôn mà. Bây giờ có báo này báo nào báo khác nữa. Nụ cười rất là tươi, người con trai của chú Ba Dương Quả là năm đối diện có đường Mai Thị Lưu và đường Nguyễn Văn Thủ nha các bạn. Con là đậu á. Cũng cái này thôi. Đó. Đậu á. Ở đây đây mà. Cho nó sắp gầm. Được, muốn ăn sao quả hơn rồi.
cẩm coi? Con là 4 cẩm. Một còn cái này. Thiếu 2 thập cẩm luôn. Nó như con gái nó cẩm này. Có rồi, dạ. Đủ rồi nè. Ủa, lý to lý nhỏ khác nhau chị? Đúng rồi. Cái này là xương xa xương sáu. Tươi ăn chung thập cẩm đem về. Đá đi hay chôn? Chôn luôn. Dương quá xong rồi còn trẻ là cỡ 190 luôn. Hả? 190 luôn. Cái này không được. Điện thoại làm giả luôn cho. Bắt công để tiền đi. Xong cái ly này không được. Trả cho gì đó. Có đủ 190 không? Em trả cho. Mày anh ăn tre của chủ mày anh cầm nhận sao chủ anh? Nói chung là ngon. Dạ. Tại vì ăn hay ăn ở đây lắm. Dạ. Ngày nào cũng ăn á. 4 ly. Có không ta? 3 ở 3 với 1 ly đem về là 4. Không. Kiếm ra nay kiếm lại món chè rồi. Chè thì đó vừa đóng xong cái phim đó là ông bán chè luôn á. Đúng luôn, đúng luôn, tuổi luôn 30 năm. 30 năm. Ba mấy tuổi rồi, ba mấy tuổi rồi. Lúc đó là đây cô Long nè, vớt cô Long về đây bán chè luôn, chứ hồi xưa là bả đẹp dữ lắm. Xưa là nằm dây luôn. Ừ. Ok, đủ 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 cho ta. Đủ. Có ăn nhiều.
bán khu này là 589. Mà trước 89 á chú bán 568 ở đó là coi như là cũng được bốn mấy năm mà về cái nghề bán chè luôn á. Chè mình tôi ăn không á, à, mình ăn cái thứ này chú ba nấu sao cũng ngon không? Rồi chè đầu rất là mềm các bạn, đầu rất là mềm, chú nấu cũng không ngọt lắm bạn ạ, vừa thôi, không ngọt lắm, rất là ngon.